Hello. Chào Boa, qua chào mọi người đi. Đi bẫy chim thôi. Đi học cách bẫy chim nào. Có rất nhiều các bác dạy cho cách bẫy chim rồi bắt chim rồi trọi chim rồi các thứ. Nói chung là mấy ông đi rừng ấy, mấy cái ông đi rừng ấy ngày thấy mặc bộ quần áo ngụy, quần áo bộ đội vào rồi mũ nón chỉnh kín mít người, xung quanh người lúc nào cũng đồ bảo hộ đi vào rừng ấy, rồi súng ống rồi các thứ ấy. Mấy cái thể loại đấy sao mình ghét thế chứ lại, không biết các bác có giống mình không, một chả hiểu sao mấy cái ông suốt ngày đi 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 đi, đi hướng dẫn cho ta bắt giết chém giết con này con kia, ví dụ như là đặt bẫy. Bẫy bỉm bịp này, mồi chim mồi các thứ này để đi bắt cái bọn nó này, quay tổ chim vào tổ chim kia để bắt nó này, không hiểu sao chúng nó lại tồn tại được những cái kênh đấy, mấy cái thằng đấy mà nhiều người xem kinh khủng luôn ấy, toàn hai mươi mấy nghìn người, 100.000 người xem thôi, thậm chí nó có clip lên cả triệu người xem, đéo hiểu luôn cái dân trí ý thức của mọi người ở đâu luôn ấy. Thật sự là tớ tớ trong đầu mình là mình ghét kinh khủng cái bọn đấy, mấy ông thợ rừng thợ giết rồi các bác miền Nam sợ luôn, các bác miền trong ấy là hay bắt bẫy bẫy cuốc rồi bẫy kiểu mình bắt kiểu dùng lưới các thứ, các bác lùa nó vào trong một cái thế gọi là tuyệt chủng luôn ấy. Cuốc đến mùa nó sinh sản nó kêu hay chứ. Nhưng mà các bác một là đi bẫy này, hai là đi 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 dùng lưới để đuổi nó và bắt bắt gọi là bắt chết sạch luôn. Cái thể loại đấy thì không có một chút nào gọi là nhân nhân tính nào, ý thức nào cả. Mấy con chim này nó nhiều chứ, nó hay chứ. Thả nó để nó trong tự nhiên nhiều nó hay chứ. Đó. Bản thân mình cũng rất là yêu thích bọn này, mình nuôi nó nhưng mà mình không bao giờ nhốt con này, nếu như nó muốn đi mình cho đi luôn. Đó. Mình cứ nuôi cho nó lớn lên này, thuần được nó ở mình thì vui, còn nó không ở được thì thả nó đi, nó bay đi đi đâu nó sẽ đi vào rừng hoặc là các thứ. Còn mấy cái ông có tư tưởng suốt ngày làm video là hôm nay tôi đi bắt con này con kia, hôm nay tôi có món này tôi giết con này con kia để tao ăn các thứ, thật sự là không biết các ông cái tư tưởng các ông cái đầu các ông nghĩ cái gì luôn. Các bác có đồng tình là cái việc mà là bẫy chim này hay là dạy cho người ta làm bẫy bắt con này con kia như thế, các bạn có thích không? Các bạn thấy nó như thế nào? Mà trong khi đó xem cái phần comment, trời ơi nhiều người đầu đầu gọi là đầu chóa suy nghĩ. Ở dưới comment là bao nhiêu bán cho tôi cái này với ship cho tôi cái này cái bẫy này, đặt cách anh làm hay quá hoan hô các thứ, mẹ toàn một cái lũ rồi là mẹ mình xin phép luôn, mình nói là đây là một cái lũ không 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 hiểu chúng nó nghĩ cái gì luôn mà chúng nó có thể làm những cái việc ác như thế với bọn nó có ăn được vài miếng miếng đâu, một con chim nhỏ tí ăn nó có ra cái gì đâu. Mà các bạn cứ bắt hễ thấy người ta giết thịt con gì, ví dụ là một người nước ngoài người ta đăng một cái clip một con hươu con nai con đấy nó vào nó chơi nhà người ta nghịch nghịch sờ sờ nó, thì mấy ông ở dưới comment là con này mà ở Việt Nam thì có nồi canh ngon rồi hoặc là miếng thịt nướng ngon rồi, cực kỳ ý thức cực kỳ kém, cái đầu các bạn chỉ nghĩ đến ăn thôi hay sao ấy, chỉ ăn ăn và nhậu thôi. Sống cuộc sống này bao nhiêu đâu mà cứ phải như thế làm gì? Mình thích chim thì mình phải để cho nó nhiều ở thiên nhiên, mình nghịch mình xem, mình nghe tiếng nó hót. Chơi, nếu các bạn thích thì các bạn cứ đi quay đi xem thế thôi, à con này hoang dã nó ở đây nó chỗ này chỗ kia, tập tính của nó hay như thế cơ mà. Thì tại sao lại phải dùng bẫy đặt bẫy để bắt nó làm gì? Các bạn biết tại sao ở nước ngoài những con chim mà
Còn những con vật nó rất là dạn người, nó đến nó chơi với người, thậm chí là người ta có những nhiều clip hàng triệu view, người ta đưa cái tay ra có thức ăn ở ở cái bàn tay người ta, con chim nó bay đến, chim hoang dã nhá, nó bay đến đậu vào tay người ta nó ăn. Tại sao nó làm như thế? Bởi vì sao? Bởi vì người ta không bao giờ giết, người ta không bao giờ đuổi nó, người ta có một cái ý thức là bảo vệ nó, người ta cho nó thức ăn thậm chí đó. Thế nên là ngược lại thôi, con vật cũng thế thôi, nó không tấn công nó thì nó sẽ thân thiện với mình thôi, nó chơi với mình thôi, có gì đâu. Mà nhiều ông đầu đất đầu không biết là chứa cái gì nữa, thấy cái gì cũng mà suy nghĩ là mang về để nhậu làm mồi thôi, ngon để ăn. Nói xin lỗi chứ các bác, đặc biệt là các bác ở quê thì thôi rồi, ăn từng cái con bọ xít rồi các thứ ăn. Nói chung là ăn thì ăn thôi, những cái gì ăn được, những côn trùng nó có nhiều các loại, có hại có lợi và có hại. Nhưng mà đặc biệt những con chim này này nó kêu rất là hay, nó vui luôn. Mà mình thấy có một số bác đi hay đi bắt ong đó, ong thì cũng thật sự là tàn độc với nó. Có một số bác là có một số tổ tổ ong ấy, thì ong mật ấy, nó đốt cho các bạn đúng không, nó đốt cho thì dùng mẹ lửa, dùng cả cái mồi lửa đốt chết hết để lấy cái mật của nó. Hoặc là cách các bác lấy, chúng ta lấy cái phần mật là phần tổ, mà chúng ta lấy một 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 phải để lại cho nó một phần, ví dụ lấy một tổ ong lấy một nửa thôi, nhưng mà chúng ta tham quá, chúng ta lấy cả cắt xén một phát hết cả tổ luôn, thì nó làm gì làm nữa, nó có cái gì nữa, và gần như là nó sắp tuyệt chủng đấy. Bọn ong ong mật, đặc biệt ong mật ở trong rừng, mình thấy nhiều kênh nhiều các bác làm đi trèo bắt mấy cái con kia. Nói thật mình chỉ mong trèo lên cây rơi pẹ xuống gốc cây rồi. Ác như thế đấy, mình có thể nghĩ như thế. Những cái người mà không có tư tưởng bảo vệ thì thật sự là mình bản thân không 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 có ý thức về bảo vệ cái bọn đấy thì không nên, thật sự luôn. Độc ác nó vừa vừa thôi chứ, con người mình cũng thế thôi, nó muốn sống nó cũng thế thôi, nó đi bắt nó. Mà này còn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội rằng là ông đi là tôi bậy bày cho ông cách bẫy con này con kia này, ông bắt đi ông làm đi. Đó. Đi tệ quá, mình đặc biệt kịch liệt công kích và phản đối mấy 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 mấy, mấy bạn hay bẫy chim rồi chết chóc suốt ngày mồi nhậu các thứ nhá. Bạn nào thích nói gì nói, nhưng mà mình là mình nói như thế đấy, mình sẵn sàng mình nói thế đấy. Mình chưa làm được gì đâu, nhưng mà phải phải có những người có suy nghĩ tiến bộ một chút thì cái xã hội này với cái nó mới bảo vệ được. Chứ bây giờ ai cũng ùa theo cái kiểu của mấy bác kia thì chắc chết, chả có ý nghĩa gì. Thôi, nói nhiều quá rồi và linh tinh liên thuyên nhiều quá rồi, dừng thôi. Chúc bạn ngày vui nhé, chào và hẹn gặp lại. Các bạn yêu thích thì hãy để lại những comment ở phía dưới, để lại những ý kiến bình luận của các bạn ở phía dưới nhé, để chúng ta thảo luận nhé. Các bạn cứ chém gió thoải mái đi, có gì đâu mà nhé. Chào và hẹn gặp lại.